kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương trên Sài Gòn phố. Và hôm nay thì mình sẽ dẫn cho mọi người đi ăn một chỗ hải sản cũ mà mới là cũ cho mọi người. Bí mật vậy thôi, nhưng mà ở đây nè, đó, giới thiệu mọi người luôn. Ở đây khá là nhiều món nha, rồi chờ em. Thực ra là mình cũng đã đến đây quay rồi. Không, nếu mà mọi người đã xem clip thì mọi người sẽ thấy là cái hàng rất là quen đúng không? Và hôm nay sẽ cập nhật cho mọi người một số món mới nè ha. Hình như chị thấy là món này là mới nè, món này là mực nang hấp lên. Cái này là mình bán giá sao vậy em? Một ký là 400.000. Mọi người mực quá đã luôn. Và mực nang rất là to. Nhìn to ha. Hành với lại gừng. Gừng đúng rồi. Rồi ở bên đây chị thấy là có tôm càng với tôm hùm hấp. Tôm hùm hồi nãy còn mà giờ nó hết rồi chị. Tại tôm hùm rất là nhanh, có 600.000 một ký. Tôm hùm rất là to. Cái này là chỉ là luộc thôi đó hả em? Dạ đúng rồi, luộc. Nhưng mà có vài khách là muốn ăn kiểu xào me hay là xào bơ tỏi á, thì chỉ cần mua đưa cho quán họ sẽ làm luôn cho chị. Có nghĩa là bao gồm cái phí là đã tính rồi luôn. Đúng rồi, phí là miễn phí. Phí công. Rồi bên kia em nói sơ luôn mấy món này. Món này là ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa nghêu hấp xả. Cái này là xà lông hấp xả. Còn này là ốc hương với ốc cà na xào bơ tỏi. Còn bên này là ốc buông nè. Ốc buông này là ốc lụa màu đỏ. Mấy cái này giá là 330.000 đến 50.000 một phần hết. Có nghĩa là một phần 50.000 ha. Dạ. 6 cái bên đây. Xong rồi ở đây là có gỏi xoài ở móng tay. Gỏi xoài móng tay. Gỏi xoài móng tay cũng rất khá là hấp dẫn luôn. Ở xoài chua chua ngọt ngọt với ốc móng tay nè mọi người. Ở xoài nó nào hết rất là nhanh luôn. Giúp nó dễ ăn, mình ăn mình uống bia ít thì cũng rất là ok luôn. Xong rồi bạn này là một trong những bạn là chủ của cái tiệm buffet hải sản mà mình đã từng qua cho mọi người. Và hôm nay mình cũng đang có mặt tại buffet hải sản luôn á mọi người. Kiểu như mình bán ở đây là để mang về em. Thì cái mùa dịch này mình có hỗ trợ khách hàng gì không em? Dạ có chị Thơm. Cái mùa dịch thì hơi khó khăn, mọi người hơi ngại ra đường á, thì bên em sẽ có dịch vụ đó là mọi người gọi số điện thoại của chủ quán là 0935053788. Thì mẹ em sẽ có kiểu shipper giao trong vòng bán kính quận 7 và 3 phần trở lên là em sẽ ship cho mình. Đúng rồi, là bất kỳ phần nào ở đây. Dạ đúng rồi, mình cứ mua 3 phần trở lên là em sẽ giao ship cho mình. Ok, là có nghĩa là mọi người ở trong quận 7 là mọi người có thể là thưởng thức tại thời gian ăn những cái món ở đây tại nhà của mình. Đi ăn đây như vậy. Hả? Chị ăn ở đây chưa? Ăn rồi, mua chỉ hoài à. Dạ. Mua hoài luôn. Dạ, là kiểu như cũng khách trung thành nhất, khách ruột đúng không chị ha? Còn chị ăn thấy hương vị thế nào? Hương vị mình thấy thế nào? Được. Trong ngoài đường mình thấy bán vé nhiều lần như vậy ha chị. Vậy cứ mua đi ạ. Rồi lấy cái đó thì chị. Rồi 130 nè, cái đó nhiều. 300 nữa. Rồi 150. Lấy đường gấp 4 tên nha chị. Bóc luôn hả? Đó. Cái con nó như mà. Đó. Ừ, lấy cái con tròn tròn á. Cái hùm nó mộng nha. Hay là lôi nãy rồi. Kìa lấy tên với cảnh đi rồi hả lấy xem. Đây. Ê, anh mua cơm hả? Ăn tinh thần luôn hả? Rồi ăn tinh đó đi khỏi ăn tinh này. Muốn ăn rồi. Rồi hai cơm thôi. 150.000. Rồi một con 100. Con 100 mấy kìa. Lấy con thôi. Con đi. 150. Để ra mau rồi. Thì quán bây giờ cũng phát triển rất là không ổn định rồi á, nên là nhà em quyết định là mở thêm một chi nhánh thứ hai là ở trên đường Bùi Văn Ba, nhưng mà vẫn chưa có địa chỉ chính xác á, cho nên là mọi người hãy cập nhật trên trang Facebook của quán em, trên Facebook là hệ thống buffet hải sản. Rồi để hiểu rồi, vậy là cũng có một cái tin vui cho mọi người là mọi người sẽ có thể là sau này có thể là ăn buffet hải sản ở một cái chỗ khác nữa, mà chỗ khác là một miếng sao trên sân bay nha mọi người. Rồi thôi để chị vào trong cái chị ăn buffet với lại khám phá bếp của mình ha. Rồi bye bye em, chị vào nha. Ý là hôm nay là cái giá của mình là vẫn là 150.000 phải không anh? Đúng rồi á. Dạ, em có thấy ở trên bảng là mình có ghi là từ ngày 17 tháng 8 là mình có thay đổi gì vậy? Đó, mình đang cái chương trình là bây giờ là mình tăng giá nhẹ một chút.
Dạ. Thì những cái ngày thường thì bây giờ là nó là 130, nhưng bây giờ là tăng nhẹ lên 150. Áp dụng cho tất cả những ngày lễ và ngày thường luôn. Dạ. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 thì mọi người thôi mình vào trong đi để ăn bán vé nữa. Anh Hữu có tiền mua vé quá. Ngày hôm nay thì vẫn là cái không gian cũ nha mọi người, nhưng mà mình thấy nha, hôm nay trưng bày cũng khá là bắt mắt nha, bắt mắt hơn những cái lần trước mình ghé nữa. Bên đây thì mấy cái đồ sống nè, dạng là được ướp sẵn sốt hết rồi, thì mình chỉ cần để lên mình nướng thôi. Đó, mình chỉ nói sơ lại cho mọi người nha, thật ra là mọi người xem cái clip trước mọi người đã thấy rồi. Còn ở bên đây là các hải sản tươi, rồi ở đây các loại, nhìn khá là đã ha. Hôm nay thấy là trưng sò mai nè, thấy hình bông hoa cực kỳ đẹp nè mọi người. Đó. Rồi. À, hôm nay là thứ bảy chủ nhật nên là sẽ có phần hào nha. Và cái chương trình mới bắt đầu từ ngày 17 tại tháng 8 thì tại đây á mọi người, hệ thống về hải sản sẽ có cập nhật một chút xíu về giá nha mọi người. Một chút xíu thôi là có nghĩa là từ 130.000 sẽ lên là 150.000, bởi vì kiểu như là để phục vụ phong phú hơn cho tất cả các thực khách khi mà đến đây, giống như là bổ sung những cái món hải sản thêm nữa nè, rồi những loại nó phong phú mà vừa to vừa chất lượng hơn nữa. Đó, mọi người thấy full luôn, full ở đây luôn, nhìn đã ghê luôn. Nếu mà bắt đầu từ ngày 17 tới tháng 8 thì sẽ có những cái phần phong phú y chang như cái bữa hiện tại mình đang có mặt ở đây nè. Cái này nhìn đẹp quá, thích cái này nhất luôn. Rồi đi sơ cái phần đồ nấu sẵn nha mọi người. Dạ. Đó, đồ nấu sẵn nha, để ăn quay phim làm một lượt sơ cho mọi người nhìn nhé. Tại vì mấy cái này nó khá là quen thuộc với chúng ta rồi nên thành ra là mình cũng không có nói nhiều, để cho mọi người nhìn những cái món ăn đây phong phú như thế nào và kiểu như chất lượng như thế nào. Bây giờ hiện tại là còn sớm thì cũng khá là đông ha. Khi mà ghé lại lần thứ hai như thế này thì mình nhìn thấy là đúng là kiểu là đồ ăn vẫn phong phú và còn nhiều loại hơn so với cái lần đầu mình đến đây và review cho mọi người luôn. Heo quay bánh hỏi nè. Trời ơi, nhìn đã quá. Ôi, có bún đậu nữa nè. Ồ, ăn buffet ăn được bún đậu cũng khá là hấp dẫn, ngon mọi người. Rồi đi qua tiếp tục nhé. Bên hàng ăn trái cây. Thì giờ bữa hổm á, tại vì mình cũng đi làm cho nên mình không có thời gian để ăn nhiều món, thì hôm nay mình sẽ thử cái món lẩu ở đây nha mọi người. Đông quá trời đông nè. Khoan hãy nói tiếp chương trình nha. Thấy ở đây đông quá, thấy mọi người rất là thích cái phần hải sản tươi sống ở đây. Dạ em xin lỗi. Cho nên là thành ra là mình cũng cập nhật xíu xíu cho mọi người ha, tình hình lúc này ở đây. Rồi cái thứ hai là lúc hộp thì mọi người có hỏi mình về cái gọi là những trẻ em thì như thế nào. Cho nên là hôm nay mình sẽ nói luôn là trẻ em mà dưới 1 mét thì là miễn phí. Xong rồi những trẻ em mà từ 1 mét đến 1m3 thì sẽ phân nửa giá, 150.000 thì chia đôi có nghĩa là 75.000 á mọi người. Và kiểu như từ 1m3 trở lên thì sẽ là một vé người lớn nha. Rồi cập nhật như thế vậy, tại vì mình thấy khá là nhiều bạn và kiểu gia đình đó mình muốn dắt con mình đi ăn nhưng mà mình hoang mang là mình không biết là giá như thế nào, thì hôm nay mình đã nói rồi cho mọi người dễ chọn lựa. Rồi mấy anh chị ở đây thấy là khá là thích mấy cái món hải sản tươi sống này, bắt đầu mình nướng lên. Nó sẽ ăn vừa cái độ thanh độ ngọt thôi mọi người. Có đèn xanh nè, cũng nhiều quá trời luôn, full cái bàn luôn, full cái khay nằm bên đây luôn. Nói chung là cái thời điểm trước mình đến thì họ cũng liên tục bổ sung
trên cái gian này. Bây giờ thì mình thấy nó vẫn full như thế này, kiểu như khách lại một lượt thì sau đó là lại bổ sung tiếp để phục vụ cho khách khác. Cái điều đó là mình cũng khá là ưng ý và khá là like luôn. Em ơi, chị muốn ăn lẩu. Ừ, là lẩu, nước lẩu là 43 ngàn. Ờ, lẩu thái cây. Bây giờ là có nghĩa là cái đó thì em bưng lên cho chị đúng không? Còn cái topping, những cái phần thịt ở trong thì chị tự lấy ở ngoài kia. Ừ, ok. Chị không biết, giờ đi ra lấy. Rồi, cảm ơn em. Ở đây là chú đâu biết. Dạ, nói chung là mình cũng mới vừa luộc ra luôn. Đúng, đúng, đúng rồi. Nói gì cũng cho cái kẹp già lên. Vậy cái này là loại tôm càng. Tôm càng? Dạ. Còn đây là tôm hùm. Dạ, tôm hùm. Tôm càng này là mình luộc thôi hả? Không, luộc cũng có làm nhiều món lắm. Như dạ, là sóc tỏi nè. Dạ. Rồi sóc sốt trứng muối. Dạ. Hay là xào xả ớt hay tùy theo. Dạ. Làm món gì cũng được. Có dạ, thể bữa nay mình món này, mai em đổi món khác. Dạ. Ví dụ là cũng nó nhưng mà đổi cho qua đổi lại vậy đó. Dạ. Cho khách đang cái... không nó đỡ ngán. Dạ. Nhưng mà cái này là luộc, mình đang hiện tại là mình đang luộc sơ không, thôi. Không, cái này luộc là lên dạ, phần luộc riêng. Dạ. Còn ví dụ mình muốn làm những cái món khác á thì nó cũng là nó nhưng mà có khi làm món khác. Tí xíu xíu muối hay là vặt sao. Là no rồi đó. Ừ, dạ. Đậm đà chút. Cái này là chúng mình chuẩn bị làm cái gì nữa chút? Mình hấp. Dạ. Ví dụ là mình hấp hành gừng. Hấp xong rồi mình ra khai. Ví dụ mình bỏ vô rượu hoặc cần qua sơ đi. Một lát cái mình lấy cái nước hấp lại. Nước khác mình hấp lại. Rồi cái mực nó không có mình tanh như quả hôi. Dạ. Vậy đó. Bây giờ mình luộc sơ bỏ nè. Cái nào phải có kinh nghiệm để... Luộc sơ bỏ cái nước này. Luộc sơ xong bỏ cái nước này, xong rồi cái mình mới làm rồi lại đó, rồi cái làm cái nước khác đó. Mình đánh cái nước mình hành gừng đó. Yeah. Rồi cái mình sắp vô khai, cái mình để lên nước để chế lên cao hãy cái mình đun nóng cái này là mực ốm nang 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 mực thấm nữa. Dạ. Yeah. Ngon đã ngon. Ở đây là chảo nè, chảo này là to 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 không ạ? À? Để làm mình... Dạ. Nếu như quán nhậu bình thường thì làm vừa thôi, còn đây là mình phải làm nhiều. Làm nhiều. Nhiều. Dạ. Làm mấy giờ chú bắt đầu chú làm gia công với cái này? Bắt đầu hàng về là 10 giờ sáng rồi làm tới giờ. Tới chiều. Làm xong đúng 4 giờ lên cho khách. Dạ. 4 giờ thì nó quen rồi. Dạ. Khách thì người ta tới thì có. Lúc nãy mà trong lúc mình quay á, mình không biết là mình có nói cụ thể cho mọi người nghe về những cái chương trình khuyến mãi ở đây hay không. Cho nên là bây giờ mình sẽ nói lại mọi người nha. Trước hết là ở đây á, thì vẫn có chỗ để cho mọi người mua mang về. Bởi vì á, mình biết là tình hình dịch thì cũng hơi khả quan, nhưng mà mọi người muốn ở nhà để an toàn cho gia đình cũng như là người thân của mình thì về nhà ăn cũng được nè. Ở khu vực quận 7 thì chỗ buffet hải sản có bán ở ngoài và sẽ ship trong vòng cái bán kính là trong quận 7 này thôi. Thì từ 3 món trở lên thì họ sẽ ship free nha mọi người. Ngày xưa thì 150 ngàn là chỉ có thứ bảy và chủ nhật thôi đúng không? Thì những ngày đó thì sẽ có hàu nè và có ghẹ. Và hôm nay thì chị chủ sẽ đổi thành là 150 ngàn cho tất cả các ngày của tuần và cũng như là các ngày lễ luôn. Có nghĩa là đồng giá hết 150 ngàn cho tất cả các ngày của tuần luôn. Cho nên thành ra là sẽ có hàu và có ghẹ trong suốt tuần. Thì mọi người thấy là cái món ăn như vậy kiểu như là nó full rồi xong rồi nó phong phú hơn. Thì giá 150 ngàn thì cũng ok đúng không? Chỉ tăng nhẹ thôi, tăng 20 ngàn cho một cái phần vé như vậy. Tiếp theo là mình thấy một điều hời nữa. Mình thấy là mọi người đi với số lượng đông á, thì giống như là các tiệc sinh nhật là liên hoan hay là các họp mặt á, thì 10 vé thì sẽ được tặng một vé. Và có nghĩa là 10 người thì sẽ cái người thứ 11 đó sẽ được free á mọi người. Nói chung là như vậy thì mình thấy là khi mà các bạn đi nhiều thì các bạn còn được hưởng chương trình khuyến mãi như vậy nữa. Xong rồi đặt tiệc mọi người đặt qua số điện thoại là 0935 053 788 nha. Đặt trước để chị bố trí rồi sắp xếp cái không gian cho mình ngồi mình sinh hoạt thuận tiện hơn. Happy birthday cũng thuận tiện hơn đó. Trên đây mình thấy cũng có dán cái chữ phía sau lưng mình nè.
Hôm nay thì mình quyết định là ăn lẩu, là bởi vì ngày trước thì có mấy bạn hỏi là tại sao mình không ăn lẩu, tại hôm đó mình cũng khá là bận đó mọi người. Mình còn phải có cái show khác mình chạy nữa, cho nên thành ra là mình về sớm mà không có thưởng thức được lẩu. Lẩu này thì cái nước lẩu sẽ là 43.000 mọi người nha. Rồi cái phần đồ ăn thì mọi người thoải mái lựa chọn ở phần ở bên ngoài của buffet, mình có thể lấy là nào là mực cũng được, tôm cũng được, xong rồi rau đồ rất là nhiều và còn cả cá nữa đó. Rồi lẩu của mình, lẩu ở đây là lẩu chua nha. Mình sẵn mình nhúng sơ này luôn đi, để tí nó tắt bếp mình thấy nó nóng quá. Cái việc mà tặng một vé cho cứ 10 người á mọi người thì mình thấy cũng khá là hời cho các bạn mà muốn tổ chức sinh nhật tầm khoảng 10 đến 20 người hoặc là 30 người. Thì tại vì mình có phần tặng nữa, xong rồi vào đây thì mình lại được ăn kiểu dạng buffet nữa thì ăn thỏa thích ấy. Kiểu như cảm giác vậy thì mình cũng cảm giác là nó sẽ phù hợp với đồng tiền của mình bỏ ra hơn, đúng không? Hiện tại thì vé bây giờ hôm nay thì vẫn còn là tại vì hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ bảy chủ nhật thì là 150.000 nha. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau là 150.000 luôn. Thì mình nhắc đi nhắc lại như vậy thì để cho mọi người biết được là mọi người cập nhật nha, để không tránh trường hợp là lại có nhiều bạn hỏi mình là tại sao ngày xưa nói là 130 và bây giờ lại nói là 150. Đó, mình giải thích luôn rồi. Để nếm thử nước lẩu. Lẩu chua này ok nè. Cái hương vị nó thanh, giống như nó không quá chua mà nó cũng không quá ngọt. Nó vừa chua vừa ngọt. Xong rồi có độ mặn nó cũng vừa đủ. Có vẻ như phải gấp mấy cái này ra. Tại vì mấy con này nó... Nè, tôm càng ngon ghê luôn mọi người. Ok. Được. Nước lẩu ngon. Kiểu mấy cá này nó cũng tươi nữa. Nếu mà mọi người thấy là nó ok, mọi người để cái dưới comment xem thử là thế nào. Hoặc là những bạn đã từng ăn ở đây rồi thì các bạn cho mình cái ý kiến luôn nha. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Nói chung là cơ bản là review sơ lại thôi ha. Rồi bye bye mọi người.